Google cho biết một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với một chiếc điện thoại Daydream VR là nó phải sử dụng màn hình OLED. Vậy tại sao màn hình OLED lại quan trọng đến như vậy trong thế giới của thực tế ảo? Nếu bạn để ý thì hiện tại hầu hết những chiếc điện thoại tối ưu cho VR đều sử dụng màn hình AMOLED, Samsung Galaxy, Google Pixel, Moto Z, thậm chí ngay cả chiếc kính HTC Vive hay là Oculus Rift cũng dùng những panel AMOLED cho hai bên mắt của mình. Về bản chất, LCD và OLED là hai thứ khác nhau. LCD sử dụng đèn nền để làm sáng tất cả các pixel trên màn hình, trong khi OLED thì từ mỗi pixel có thể phát sáng. Độ tương phản của OLED tốt hơn nhưng màu sắc của LCD thường đánh giá cao hơn. Tuổi đời của LCD và lý thuyết sẽ cao hơn OLED. Đó là những thứ về lý thuyết. Còn trên thực tế thì sự khác biệt lớn nhất giữa OLED và LCD tính đến điểm hiện tại nằm ở các cấu trúc subpixel. Subpixel là các điểm ảnh phụ màu xanh dương, xanh lá hoặc là đỏ cấu thành nên một pixel. LCD sử dụng các subpixel tương đối tương đồng nhau về kích thước và khoảng cách, trong khi OLED thì dùng những kích thước khác nhau cho từng điểm ảnh. Và trong màn hình OLED thì màu xanh lá sẽ là màu nhiều nhất. Và cách sắp xếp này được gọi là Pantone. Một số hãng như Samsung còn làm riêng ra một số phối cục riêng của họ, ví dụ như là Diamond Pantone như các bạn đang thấy trên màn hình. Giả sử bạn có một cái màn hình độ phân giải 2560x1440 AMOLED thì trong đó bạn sẽ có tất cả là 3,6 triệu pixel. Trong đó bao gồm 3,6 triệu subpixel màu xanh lá và 1,8 triệu subpixel cho mỗi màu xanh dương và màu đỏ. Lý do người ta làm màn hình AMOLED như vậy bởi vì mắt người nhạy với màu xanh lá hơn so với tất cả những màu còn lại. Việc có nhiều subpixel màu xanh lá sẽ giúp mắt tiếp cận hình ảnh một cách dễ dàng và chính xác hơn. Có lẽ đây cũng là lý do mà Google chọn màn hình OLED cho những thiết bị Daydream VR. Một lý do nữa đó là màn hình OLED giải quyết được hiệu ứng screen door effect. Hiệu ứng này như bạn thấy trên màn hình, nó xuất hiện khi mật độ điểm ảnh của hình ảnh thấp hơn mật độ điểm ảnh của màn hình. Màn hình OLED giảm được cái hiệu ứng này bởi vì cách sắp xếp ma trận kim cương khiến các đường ngang cách chạy theo đường chéo, mà đường chéo thì sẽ khó bị nhận ra hơn so với lại đường ngang hay đường dọc. Một điểm ăn tiền khác của màn hình OLED đó là nó có thể chuyển được sang màu đen dưới 5 mili-giây nhờ vào tính chất bật tắt nhanh của các pixel. Trong khi màn hình LCD khó có thể làm được điều này bởi vì nó phụ thuộc vào đèn nền. Nói cách khác, màn hình OLED khử chuyển động mờ tốt hơn so với LCD. Cuối cùng, nếu như mà bạn nghĩ lại thì hầu hết những đa số điểm LCD hơn OLED thì lại không cần cho VR. Góc nhìn để làm gì khi bạn chỉ nhìn thẳng vào màn hình 100% thời gian? Sáng hơn để làm gì khi mà kính lúc nào cũng phủ đen hết xung quanh và không có ánh sáng bên ngoài lọt vào? Kiểu gì thì bạn cũng ụp mặt vào một riêng một khoảng trời của bạn mà thôi. Trong khi những cái lợi truyền thống của OLED thì lại rất có giá trị như cho VR, ví dụ như là màu đen đậm, khả năng bật tắt hình ảnh nhanh hay là màu sắc tốt chẳng hạn. Hiện tại kể cả Google hay các hãng sản xuất điện thoại họ cũng không cho biết lý do chính thức vì sao họ chọn dùng OLED cho những cái chiếc điện thoại Daydream VR và điện thoại VR nói chung, cho nên hầu hết những gì chúng ta vừa nghe lúc nãy chỉ là phỏng đoán của mình mà thôi. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có một câu trả lời phù hợp nào đó trong tương lai.